Cô tên là Quỳnh Thị Thu Hồng, năm nay cô 57 tuổi, cô quê Bình Dương. Bình Dương. Hiện thời cô là giáo viên mầm non về hưu, còn đây là rể cô. Dạ. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Huyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào khán giả. Em là Phúc An. Hiện tại em 25 tuổi và đang kinh doanh thời trang nữ với bà xã của em. Anh làm rể của mẹ bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rồi. À, 3 năm rồi. Mình có cháu nào chưa? Hai đứa đang có một cháu 8 tuổi. À. Nhưng mà bé là con của Nhi, con riêng của bà xã mình. À vậy hả? Dạ. Lý do tại sao mình làm rể? Thường ta lấy vợ ta bắt dâu về cho gia đình. Gia đình đúng không? Dạ, tại vì lúc ở thời điểm đó là con còn đang đi học, đại học. Con học đại học. Dạ, đó là năm cuối đại học, học ở Bình Dương, quê con hệ ở Bình Phước lận. À. Cho nên lúc đó về nhà mẹ ở luôn. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể của mình thì cô cảm nhận thế nào? Con cô nó có giới thiệu, nó để bữa nay nó dẫn bạn về nhà ra mắt mẹ. Bước vô cô thấy trời sao mà ốm yếu mà con chút xíu à. Ốm thiệt là ốm luôn, có 40+ ký mà. Cái cô nói chết cha trời ơi, bạn gì đâu mà vợ nhỏ xíu vậy nữa sao dám gánh vác gia đình đâu nội. Con với vợ con là bằng tuổi hay là như thế nào? Dạ là vợ con lớn hơn con tới 9 tuổi lận. Thấy vậy cũng rầu gì đâu mà đại học năm 3 mà con mình hiện nay tới là 31-32 tuổi rồi. Rồi không biết là có bền hay không, hay là có quen thì quen vậy, chứ cô nghe cô không có yên tâm miếng nào hết. Khi mà cô đã tiếp xúc với anh rồi, cô thấy anh là người như thế nào? Khoảng chừng tuần hay tuần sau, yeah, cô mới nói thôi rủ nó về nó ăn cơm đi, cô nói chuyện với nó thử coi sao. Yeah. Cô mới nói là con có suy nghĩ kỹ chưa, mà con thương Nhi, con biết Nhi lớn tuổi không? Cái nó nói dạ con biết mẹ, nó lớn hơn con nhiều lắm á, lớn rồi sau này á vài năm nữa rồi Nhi lớn lên rồi già rồi tới chừng đó con bỏ nó rồi sao. Cái nó nói không có mẹ Nhi, mà tới chừng Nhi lớn lên á thì con cũng già theo, không sao hết. Mà nè, nói nghe nè, con có thấy mặt mộc của nó chưa mà con thương? Tại vì gặp là gặp nó đi diễn không à. Cũng Nhi làm cái gì? Nó đi múa đám cứ. Còn là gặp son phấn không ha? Đúng rồi. Con nói rỡ con có thấy mặt mộc nó chưa mà con dám thương đó. Nói vụ này mới nhớ, hình như chú chưa bao giờ thấy mặt mộc con luôn á Lộc. Chú này có gặp con là lúc có son phấn đúng rồi, son phấn thì khác bữa mà nào mặt mộc thì khác. Cả mặt mộc chú nhìn nó có được không? Thôi con sợ chú chạy luôn á. Anh cảm giác anh lúc đó anh trả lời mẹ như thế nào? Mẹ hỏi mình cũng suy nghĩ thật kỹ. À. Nói là dạ con cũng thấy mặt mộc rồi. À. Con cũng biết số tuổi rồi, mà bây giờ hai đứa lỡ thương vậy rồi, con cũng rất là thật lòng, cho nên là mong mẹ chấp nhận hai đứa. Nói vậy á rồi mà cô cũng còn băn khoăn, cái nó ốm quá, nó có 40+ ký à. Vậy để coi về mình tẩm bổ thử coi lên không, chứ về thôi chết rồi. Nuôi 3 năm mà có lên được nhiều không? Lên 15+ ký. Trời ơi lên 15+ ký rồi đó hả? Dạ. Giờ lên được 15+ ký á chưa? Hồi xưa chắc cái ống hút luôn hả? Dạ hồi xưa lắm. Thì cô nói cô thấy là cô bất mãn mà. Bất mãn luôn. Cô thấy vậy nè. Ốm quá cô, cái gu của cô á là có đồng điếu đây nè, với lại răng khểnh. Mà về thì cô thấy có răng khểnh, có răng khểnh rồi đó. Dạ. Là cô thấy có cảm tình vậy, nhưng mà thấy nó ốm quá cô cũng sợ. Ráng lên 15+ ký nữa nha. Dạ cháu ơi, chú nè con. Tới đây được rồi. Cỡ đó chắc vợ con bỏ luôn. Còn nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà anh nói chuyện tiếp xúc với mẹ anh á, thì anh cảm nhận mẹ anh là người như thế nào? Lần đầu tiên về thì gặp mẹ chỉ chào hỏi thôi để rước Nhi đi, thì mình cảm thấy mẹ cũng rất là hiền. Trong mặc dù là vợ nói là mẹ dữ dữ lắm. Nói mẹ dữ dữ lắm á, anh về anh coi chừng á. Rất có cảm tình với mẹ. Tại vì cũng biết rằng là mẹ không ở với ba lâu rồi, cũng mấy chục năm rồi mà mẹ cứ ở vậy, mẹ nuôi con. Cho nên em rất là quý. Cô có mấy đứa? Cô có hai đứa gái, Nhi là lớn, còn em nó Như thì nhỏ. Lúc mà cô là mẹ đơn thân là lúc đó cô mất 31 tuổi rồi. Trời đất ơi. Rồi cô ở tới giờ. Sống bước bước ngửa con người hữu hỷ. Hữu hỷ không biết, chứ cô giờ cô sống vì con vì cháu thôi chứ. Thôi qua gặp Quyền Linh đi, bạn muốn hẹn hò. Thôi lớn tuổi quá rồi. Không, con mấy em kia cũng còn ngon lắm, năm mấy được lắm. Cô chị sống tới giờ này, nếu mà cô bước là bước năm cô 30+ tuổi. Không giờ bước cũng sao đâu, bước cho người hữu hỷ. Thôi giờ con cũng lớn rồi, nói chung con ổn định hết rồi. Cô là cô mừng rồi. Nhưng mà về làm rể như thế thì con rể có phục vụ gia đình thế nào? Nó về thì nó lo cho cô đủ thứ hết. Thành ra cô thấy cô cũng thương, ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng lắm. Với lại nó thương mẹ, thương con, thương vợ. Có nấu nướng gì cho mẹ vợ ăn không? Mua quà sinh nhật hay tổ chức gì cho mẹ không?
Dạ, quà cáp thì chắc phải hối lộ mẹ rồi, tại công mẹ lớn quá. Còn nấu ăn thì hoàn toàn mẹ với lại vợ em nấu, chứ em không biết nấu. Giữa hai mẹ con mình cái điểm gì mà hợp nhau nhất? Chắc là về ăn uống và trang phục. Cô thấy mình hợp với anh ở điểm nào cô? Hợp ở chỗ kỹ càng. Làm cái nhà xong là cô với nó là cứ mẹ với con vẽ tự vẽ bản vẽ ra rồi cắt nhà rồi chỗ này không được chỗ kia, rồi hai mẹ con cứ thủ thỉ nhau rồi làm nhà làm cửa, ở chỗ này không vừa ý thì sửa làm chỗ khác, mà nói chung là hợp ý lắm. Nhiều khi em cũng muốn hỏi ý kiến vợ, nói em ơi em cho ý kiến chỗ này em cho ý kiến chỗ kia, vợ nói thôi anh với mẹ tự làm đi, hai người khó quá em không có ý kiến nữa. Có bao giờ mình xảy ra cái mâu thuẫn nào đó với hai mẹ con chưa? Mâu thuẫn với hai mẹ con thì không có nhiều, có kẹt thằng cháu ngoại trong gia đình đó xào xáo chỉ vì một thằng cháu thôi. Không có chuyện gì khác, là mẹ rất là cưng bé, còn em thì em có cái cách dạy riêng của em, khi mà mới về thì cũng chưa hiểu lắm. Vấn đề nó hết sức nhạy cảm bởi vì con là con riêng. Dạ, mấy tháng đầu tiên về thì ở với mẹ ở Bình Dương thôi, còn sau đó là tụi em chuyển về Bình Phước để kinh doanh, cho nên là khoảng thời gian giữa không ở với mẹ. Mới ở với mẹ được mấy tháng nay là cất nhà mới á, rước mẹ từ Bình Dương lên Bình Phước ở luôn. Dạ, cho nên bây giờ bắt đầu lại từ đầu là thuyết phục mẹ ở cái chuyện dạy con. Khi mà tụi con về ở với nhau thì con cũng nói với Nhi luôn là bây giờ anh với em thương nhau về ở với nhau á, thì em cũng hiểu cho anh là con như vậy, nhưng mà em cũng cho anh cái quyền dạy con và chăm sóc con, thì khi đó tình thương nó mới nhiều được. Bây giờ dướng mẹ là mẹ cũng chưa hiểu lắm. Dạ. Mẹ hay binh cháu đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng thương mẹ là có một đứa cháu một mà mẹ cưng dữ lắm. Nhưng mà mình thì mình muốn cho con nó tốt. Có một đứa con một, có một đứa cháu một, mà lỡ nó sau này lớn lên nó hư thì mình cũng tiếc nuối. Có bao giờ mà cô cảm thấy mà chưa hài lòng ở cái chàng rể này không? Thì đó, nó nói rồi có anh thằng cháu ngoại cưng dữ lắm. Cái tối bữa đó kêu ra dạy học, lấy tập vở rồi ra đặng nó dạy học. Nó 3 tuổi mấy nó mới biết nói. Nó chậm nói lắm, nên nó cũng chậm hiểu. Anh này cầm cái roi khỏ cái bàn cái, cái cô tưởng đâu đánh, cái xuống dầm dòm thấy không xong, cái lần đó mà cô cũng làm thinh, cô không nói. Qua bữa sau nữa, cái thấy dạy, dạy cái cô sợ, nó dạy cái cô tự, cô nghe cô buồn ở trong bụng á, cái cô bỏ cô đi ra ngoài. Cưng làng dạy học là cô bỏ cô đi ra ngoài, cô đi thể dục, đi vòng vòng trước hành lang á. Chừng nào dạy xong rồi cô mới vô. Thời điểm này thì cô thấy cũng... cũng ổn rồi ha. Ổn rồi. Nói chung là thấy gì là ổn chứ rồi. Chứ lúc đầu cô nghe khó chịu lắm. Lúc mà cô có nói với anh không? Cô nói thẳng với anh không? Cô không có nói, tại vì nó dạy mà. Nó dạy thì cô không có nói. Buồn trong bụng vậy, cái cô sự sợ. Con là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 8 tuổi. 8 tuổi 8 rồi. Tuổi cũng còn nhỏ phải dạy nó thôi. Lúc mà cô đi dạy mẫu giáo là nó 3 tuổi, nó đi học lớp mầm. Dạ. Cô thì dạy lớp chòi, cứ lớp mầm nó cũng học cô, rồi lớp chòi nó cũng học cô, rồi tới lớp lá nó cũng học. Không có cho nó học lớp nào. Vừa cô hết. Giáo mà vừa bà ngoại nữa đúng không? Cô giáo như mẹ hiền đó. Cô dạy hết, cô dạy hết 3 năm. Tức lẽ là khi mà lớp lá thì bạn phải lên lớp lớn hơn, bạn phải tự mặc đồ, bạn phải tự đánh răng, bạn phải tự. Còn này ngoại chiều, ngoại ôm, ngoại nuôi làm hết luôn. Ngoại đút cho ăn luôn. Đến khi mà về ở với em là đạt 6 tuổi mà đạt không biết một cái gì hết. Ở thời điểm đó em mới bắt đầu dạy lại từ đầu. Nhưng mà khi bắt đầu mẹ lên thì mình cũng sai, là mình không khéo. Đạt thì cũng hơi mất tập trung, khi mà mình dạy học là mình phải hướng là con phải tập trung về ba thì ba mới nói con hiểu được. Mà khi mà mình nói nhỏ nhẹ thì Đạt nó cứ bị mất tập trung ở ngoài á, thì mới nạt một cái là con phải tập trung ở ba thì ba mới dạy được. Thì lúc đó mình không để ý là mẹ có ở đó. Hai đứa có nghĩ rằng mình sẽ có đứa con chung không? Dạ có, dự định là dạy, nhưng mà do năm rồi Nhi gặp vấn đề về sức khỏe cho nên là tạm gác lại cái chuyện đó. Dạ. Nếu có thì nói gì cô cũng mê lắm chứ. Nhỏ em Nhi 7 năm rồi nhưng mà nó chưa có con. Em Nhi cũng có chồng rồi. Có chồng rồi 7 năm rồi. Chưa có con luôn. Chưa có con. Nói chung cô cũng biết làm vậy là nó không đúng, nhưng mà tại cưng quá rồi cái cũng chiều đại vậy. Dạ. Cưng cháu hơn con nữa mà. Thật sự là mẹ vợ với con rể ở chung á, thì đôi khi nó cũng có xảy ra những cái nhạy cảm mà mình buồn. Cái điều quan trọng này là có thường xuyên nói chuyện với nhau những cái sai lầm hay những cái mâu thuẫn hay cái gì mình để trong lòng á, có thường xuyên gặp nhau để nói chuyện đó hay không? Khi mà trên bàn cơm á, khi nào mà thấy mẹ vui thì cũng hay chia sẻ. Thì mẹ cũng hiểu, ở thời điểm đó mẹ rất là hiểu. Nhưng mà đến lúc mà cưng cháu rồi là bất chấp. Không sao đâu, nó cũng lớn rồi. Dạ. Cháu nó cũng sẽ hiểu thôi. Mà chắc chắn bà cũng không thể chịu như thế được. Em về em dạy cho mặc quần áo rồi các thứ. Thì khi mẹ lên ở là cứ đi tắm xong ra là rình rình, có em ở đó thì không dám, Đạt cũng không dám luôn, để tự con mặc.
Nhưng mà không có là hai bà cháu mặc đồ cho nhau. Cũng rình rình. Bị bắt liên vô đó. Rồi. Sáng đi học sớm, bước xuống đi học, thấy còn ngủ chưa tỉnh, thấy tội quá. Cái cô lấy, cô mặc đại, dội vàng mặc đại. Mặc đại nó vừa xuống cái tụi bước xuống cầu thang thấy mẹ mặc đồ cho nó phải không? Cái nó mặc không? Mặc lãng lãng, tao mới mặc. Rồi để xem coi bà xã em nói điều gì nha. Nhi là đã từng trải qua một đời chồng và một mối tình đồng giới rồi. Hiện tại thì Nhi có một đứa con 9 tuổi. Việc mà nuôi dạy con, Nhi cũng rất là an tâm khi để cho ảnh được toàn quyền dạy con. Ảnh có cách dạy riêng của ảnh và ảnh rất hiểu con nít. Khi mà về ở với anh An 3 năm thì con của Nhi tiến bộ rất là rõ. Còn riêng về mẹ thì lúc trước mẹ ở Bình Dương, sau này mẹ về hưu rồi mới cắt nhà rước mẹ lên ở chung. Và mâu thuẫn xảy ra cũng vì bà quá xót cháu. Anh An ảnh dạy con thì mẹ xót, xong hai người gây áp lực. Nhi là người đứng cửa giữa rất là áp lực luôn. Nói mâu thuẫn thì cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn lắm, nhưng mà do chưa hiểu nhau thôi. Nhi chỉ mong mỗi bên tiết chế là một chút. Anh An thì ảnh dạy con khéo một chút, ví dụ như là ảnh tiết chế lại cái việc dạy khi có mẹ hoặc là có đông người. Còn mẹ thì mỗi lần anh An anh dạy con thì tránh mặt đi một chút, vậy là xong. Chỉ mong có như vậy thôi, chứ áp lực dữ lắm. Chỉ có một cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ vậy thôi. Con gái mình mong muốn vậy mình thấy thì sao? Thì nói chung cô cũng thấy vậy là tốt, chứ không có gì hết. Nhưng mà tại vì cưng quá nên làm tầm bậy. Thấy con vậy không thấy đúng. Sao? Con cũng muốn tiết chế mình hơn, mình dạy con cũng khéo hơn để hiểu mẹ hơn. Và bà mà cỡ nào cũng thương cháu hết, cho nên mình cũng hiểu một phần. Một chi tiết nhỏ mà chú nghe vợ con nói là con là người chuyển giới. Dạ đúng rồi chú. Bây giờ chú mới biết thật sự đây, chú nghĩ đây là một mối tình đẹp. Dạ. Câu chuyện rất là đẹp. Chàng rể nhỏ của dâu 9 tuổi mà vợ mà đồng ý cho chồng kêu bằng em nữa cũng. Ban đầu thì con cũng kêu bằng chị muốn chết luôn. Ban đầu cũng chị dữ lắm. Xong rồi hồi sau bà thương rồi bà tự xin nói là bây giờ cho kêu bằng anh được không? Nhưng khi mà biết con rể mình là người chuyển giới thì cô có suy nghĩ điều gì không? Riêng cô thì cô thấy mấy đứa vậy cô thương. Tại vì cô cũng hiểu con cô là cô thương rất là nhiều. Tại vì cô biết nó vậy. Rồi gặp đứa này nữa, nó nói trai chứ cũng tuy là con gái nó cũng có đủ thứ khác mà chi tiết rồi là con gái. Nên nó mà gánh vác gia đình được là cô cũng thương bản cũng lĩnh nhiều. Đó chứ một người phụ nữ chuyện giới nói chung là bây giờ phải lo cho vợ luôn, cho con rồi lo cho mẹ vợ nữa. Dạ. Tức là con rất là bản lĩnh luôn á. Nhưng con chuyển giới lâu chưa? Cái giới tính của con thì lâu lắm rồi. Con phát hiện cũng lâu rồi, nhưng mà con mới công khai đây thôi. Từ lúc mà quen vợ con á, động lực để con come out với gia đình với mọi người luôn. Nhưng mà gia đình hai bên đã nói chuyện với nhau chưa cô? Cũng chưa, tại vì cô thì biết vậy rồi, mẹ của An thì cũng biết, nhưng mà ba An còn chút vấn đề thôi. Tại vì ba thì cũng ngầm hiểu, và hai đứa như vậy ban đầu thì cũng có phản đối, cũng có nói với má, nhưng mà sau đó bây giờ thì ba cũng dần dần đồng ý rồi. Tại ba thấy có lẽ là ba thấy hai đứa sống hạnh phúc, cho nên là ba cũng dần dần ủng hộ. Linh nghĩ rằng lúc nào đó cô nên chủ động gặp gia đình của chàng rể, nên bàn hai đứa có thể làm cái lễ nhỏ nhỏ nào đó để có thể cho tụi nó hạnh phúc, được mặc đồ cô dâu chú rể này kia. Cô có nghĩ điều đó không? Có, cô cũng có tiếp xúc với gia đình rồi, nhưng mà chưa có ngỏ ý tới, để mình tầm lần lần. Còn cô nói chuyện sao mà miễn sao con cô nó vui, nó hạnh phúc là cô mừng rồi. Dạ. Cô còn điều gì lo lắng trong mối quan hệ của hai anh chị nữa không? Nói chung là giờ cũng ổn con, 90% rồi. Dạ. Con muốn nói gì với mẹ vợ của con không? Con cũng muốn nói một điều với mẹ là nếu như từ trước đến giờ mà con cư xử có gì không hài lòng á, thì mong mẹ cũng bỏ qua. Rồi tất cả những chuyện mà con làm á, thì cũng mong cho bé Đạt nó tốt hơn, và mong cho cái tương lai sau này của Đạt thôi, cho nên là mong mẹ hiểu. Chắc chắn ba mẹ con đang xem. Dạ. Con muốn nói điều, mong muốn điều gì với gia đình của con, với con và vợ con không? Con cũng muốn nói với ba mẹ con là hiện tại tụi con sống rất là hạnh phúc, và con đang rất là hài lòng với cái cuộc sống bây giờ, cho nên là mong ba mẹ luôn ủng hộ và kề bên con ở thời gian sắp tới. Còn cô có thể nói điều gì với ông xưa và xui của mình? Xin anh xưa cưới đi mẹ. Coi như ông xưa và xui đang coi đó, mình nhìn vô ông Kiến đi đó. Tôi cũng muốn nói với lại anh xui chị xui cho hai đứa nó tổ chức một cái đám cưới, để cho ra mặt hai bên
nội ngoại để với lại bà con dòng họ cho tụi nó sống hạnh phúc. Chắc chắn ông Xua và Xua sẽ nghe được điều đó. Cảm ơn gia đình rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào. Tất cả mọi thứ đều trôi qua, quan trọng là hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi gia đình chúng ta.